Hello, chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Linh Sĩ Chum TV nha. Hôm nay Linh sẽ đưa mọi người đi trải nghiệm về người lặn ngao nha mọi người. Giờ những anh em thợ lặn đang ăn cơm sáng nha. Linh cũng mời cả nhà mình dùng cơm nữa nha. Rồi chỗ đây gọi Tân Hải hả? Tân Hải nha mọi người. Ghê thiệt, hôm nay lặn ít ghê nha. Chào khán giả Thắng ơi. Nhảy nha. Nhảy Pháp ơi. Lên chuẩn bị nhảy xuống lặn để quay cho mọi người cùng xem cái người lặn ngao lụa như thế nào nha mọi người nha. Rồi mời mọi người cùng theo dõi quá trình lên lặn sò ngao nha mọi người nha. Rồi let's go. Mọi người sò rất nhiều nha mọi người nha. Đây một quả ốc của ngư dân đánh mực tuột nha mọi người nha. Đây sợi dây tóm ốc là cách 3 sợi một con ốc nha mọi người. Đây một em nữa nè. Nhảy
những ốc này sẽ dụ mực tuột vô nha mọi người nha. Đây là bẫy dập bát quái nha mọi người, thường gọi là dập con sâu rất là dài nha mọi người. Đây là cái miệng để cho những các hải sản vào nha mọi người nha. Ốc nghêu ghẹ gì vô cũng được hết nha, rất dài luôn. Lúc này em Pháp đang say mê lấy sò nha mọi người nha. Và có một luồng nước trứng bán lại đến nha mọi người, rất là hoàng luôn. Đây nè mọi người, đây là trứng bán nha mọi người nha. Nó làm cho nước đổi màu vàng nha mọi người nha. Đó, trứng bán quá trời luôn nha mọi người. Nó mà bởi nước rất là lạnh nha mọi người nha. Đây, nhiều rất nhiều. Linh đã lặn mấy tiếng đồng hồ rồi nha mọi người. Giờ Linh mang lên ghe nha. Được ngồi quá hả? Linh cũng được gần 2 phần bao nha mọi người nha. Rồi anh em người cũng gần 2 phần bao. Đây mỗi người mỗi một thợ lặn đẩy lặn là một sợi dấu nha mọi người. Đây